Trung tâm Phục vụ Hành chính công và Kiểm soát Thủ tục Hành chính vừa có thông báo tạm dừng tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực cấp thẻ căn cước công dân thuộc thẩm quyền của Công an tỉnh vào ngày 17 tháng 5 năm 2024. Theo đó, ngày 17 tháng 5 năm 2024, máy tính phục vụ thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân của Công an tỉnh đặt tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công và Kiểm soát Thủ tục Hành chính được Cục C06 Bộ Công an cài đặt lại phần mềm. Do đó, trung tâm tạm dừng tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực cấp thẻ căn cước công dân thuộc thẩm quyền của Công an tỉnh trong một ngày 17 tháng 5 năm 2024. Sau ngày 17 tháng 5, trung tâm sẽ tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực cấp thẻ căn cước công dân bình thường.